Ôi giời ơi, quý vị chúng ta nhìn thấy này, anh Thuấn này. Ôi. Đã đi khám ở đâu chưa? Nhà trước em có đi khám. Hả? Nhà trước có đi khám. Trước đi. Trước có đi khám rồi á? Dạ, có đi viện rồi. Có đi viện rồi á? Dạ. Thế bác sĩ bảo sao? Dạ. Thì hẳn. Vì trước thì hẳn. Đời nhưng sau này không có tiền chữa nữa. À, bữa trước là cũng đỡ đỡ nhưng mà sau này không có tiền chữa hả? Dạ. Vợ chồng là có 4 người con. Dạ. Thế đứa lớn nhất là mấy tuổi rồi? Dạ, đứa lớn nhất đứa... Nhìn lên em đi. Học lớp 10 ạ. Ba nghỉ học. Nghỉ học ba ôm nghỉ học đi làm gì họ hài ạ. Giờ có đứa con bùng lên. Đứa cháu già thì giờ được 2 mẹ con, mà giờ thì mẹ thì xin được, có thì xin được, không biết làm sao. Bố thì đâu nữa. Bà tôi rồi. Dạ. Lại với chúng. Lại chứ vợ tôi mất rồi. Tôi chỉ chắc tôi thôi. Lại với chúng. Chúc họ tôi được phải vô tâm về đây. Khổ thế quý vị. Xin để chúng. Khổ thân lại thôi. Chị có biết nhà anh Thuấn không? Có. Chị. Dạ. Em nghe nói là anh Thuấn luôn là nhà khổ lắm phải không chị? Gia chủ bị bệnh. Hả? Bệnh mà những vợ và lợt cái hết á. Hả? Những người vợ. Chủ ở đâu mấy năm rồi mà những người vợ mà lợt cái hết á. Mà chứ phải đẻ thì phá tiếng được tôi con. Mà khi nói ba được con gái thôi nó đẻ thêm được con trai có hy vọng. Mà khi đi khám thì họ nói 2 thằng nữa con trai. Thì nói hy vọng để đẻ. Chứ con gái thì lại muốn đến rửa. Thế chủ không nhớ người bên rửa thì chủ không có nợ đi khác lắm. Nhưng thấy có đứa con thì mình dơ đứa con 17 tuổi mấy. Dơ đứa con là khi bài học. Không lớp 9 thôi mà cũng có bạc đi học cả hai đứa chị em. Rồi cũng có tiền cho con đi học nó vì bà thì đâu. Mẹ thì lợi của hết rồi thì bớt không đi làm được. Mà chứ đứa con thì 17 tuổi thì đi học á. Bớt sáng ngã vì họ bỏ thuốc bỏ mấy chứ có bao phi về thì đẻ. Thế nên chứ trong gia là hai đứa con trai cũng có người làm rồi, giờ chắc hẳn đó mà chứ hẳn bị rửa thôi. Mà chứ toàn là 7 người ăn mà cũng có người làm. Ôi giời ơi. Mà chứ bố thì bệnh thì chứ bệnh càng ngày càng nặng nữa. Bố bị bệnh gì chứ? Bệnh chứ về cũng không thứ rồi, cũng thứ bị gan. Ôi tội nghiệp. Ừ, thì đó mà chứ nói chứ mà. Trong nhà là 7 miếng ăn. 7 miếng ăn mà không mà có người làm. Giờ cái con 17 tuổi khi nghỉ học, khi lớp 9 chứ làm 2 năm đó đã được. Thì 2 tháng, 2 năm trước có làm. Có làm từng tháng 1 năm triệu đó đi bên quản sơ rồi chứ. Nói chứ vô công ty chứ đủ tuổi. Đi học thì cũng có tiền. Vậy chứ đi phải làm quản cho họ thôi. Bưng mế cho họ nữa. Chứ ra về bỏ thuốc mế bao rủi chứ rõ đó. Chứ có bao lớn thì hắn cũng biết chứ là phá phi khí hành thì về có bố thành cụ nội mố. Chứ đẻ ra mi tàu hóa ra mi chứ thì nói dơ hẳn thì thằng 3-4 triệu dơ hẳn cả gia đó mà. Chứ lỡ rồi thì phải tội nghiệp nhỉ. Chị là hàng xóm hay là anh em gì không? Chị dâu á. Vâng, Khánh đang trên đường để đi tìm đến nhà anh Thuấn quý vị ạ. Là một cái câu chuyện mà trong những ngày vừa qua Khánh nhận được rất là nhiều thông tin từ bạn bè của Khánh. Nói rằng là ở tại xã Hồng Thủy có một cái hoàn cảnh mà đến bây giờ là 7 miếng ăn mà không có người làm. Khổ thế chứ này. Trong lúc đó cái người trụ cột thì đang mắc một cái căn bệnh rất là nan giải. Đó là nghe nói là cái bệnh cực kỳ hiểm nghèo. Thì bây giờ cụ thể cái gia cảnh này như thế nào, 7 miếng ăn nó ở cái cấp độ nào đấy, thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh vào phía trong ta tìm hiểu một chút quý vị nhé. Trong nhà khi người mẹ đó, người mẹ là cùng đi về trái rồi thôi, cùng kiếm ăn của sống qua ngay đó. Vâng. Mà chứ vợ thì cũng lỡ kế hoạch thôi, nói chung lỡ kế hoạch thôi. Nhưng mà lỡ kế hoạch thì lỡ 1-2 đứa, nhưng mà sao lỡ đến 5 đứa gớm thế?
Không đúng, thế là khi vòng trong lúc là ba người con gái rồi mà họ nói đi cô đẻ có cô nợ thì cũng có con trai thì hy vọng thì đẻ nói khi ba được con gái rồi hy vọng là có con trai thì đẻ đó cho con gái với cũng không có hy vọng mà không sơ thì phá thì sơ đó vâng phá thì nói, tội nghiệp đó mà vâng. Chứ này chứ lớn đó trai gái chứ không đẻ dạ bây giờ mà cũng thím cũng 10 năm đó con ở 10 tuổi rồi nói khi nói là cũng này chủ bị bên rồi thì ai nghĩ đến con cái và chủ bị bên húng rồi mà dính bâu thì cũng nghĩ vô lý đó bởi này chứ thì phải đẻ mà khi họ nói là đẻ họ được coi là nói đẻ con trai là hy vọng là khi là nói rồi đó giờ đẻ chứ đẻ con gái vâng cùng mẹ tròn con vốn cùng chỗ làm cảm thấy tội nghiệp mà ít con cái rồi đi phải cảm thấy tội nghiệp đó vâng thôi bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh vào ta thăm cái gia đình này thế nào nhé như quý vị chúng ta nghe đấy là tất cả là phụ thuộc vào cái đứa con gái 17 tuổi. 17 tuổi đó. 17 tuổi đấy, đi làm thuê để kiếm tiền. Kiếm tiền về để lo cho bố đi chữa bệnh rồi là chăm các em. Nhưng mà không may là bị thanh niên nào đó lại lừa. Đó, mà lừa kiểu gì bây giờ lại đẻ ra một đứa con nữa rồi. Đấy, thế mà chết chứ này. Căng như này. Mời quý vị cùng Khánh ta vào ta thăm một tí quý vị nhé. Ở đây thì vợ chồng của em găm cái này em trò chuyện với chị một tí nhé. Ở đây vợ chồng của anh Thuấn này là làm cái nghề gì chị nhỉ? Cũng làm nóng dân làm ruộng rồi đó. Cũng làm ruộng làm mượn rồi đó, chứ không có nghề nghiệp chứ. Ở đây họ trồng trồng làm rau mà chủ cũng nương vườn cũng có nó cũng ít nữa. Ở đây trồng rau sống à? Dạ. Rau sống này mình cứ phun thuốc sâu nhiều không chị? Không, đấy tiền là tiền đàm rồi sớ tiền lính rồi thôi. Với là phun thuốc kích thích chứ còn cùng, thuốc tăng cường thì nói chung tùy theo. Hả? Tùy theo sống thì phun nó con bình thường họ không phun. Đấy tự nhiên vì cũng phải làm trang trại với các bạn các nơi khác. Đây là chủ đây làm để tự đơn giản thôi để tự nhiên thôi. Vì đây là nhà luồng đến đấy cũng ít đấy đất đó. Dạ, cháu đi từ với chú. Vì bạn ấy sau hết đấy là mười mấy tuổi rồi mà mẹ hẳn là đến rửa đó. Đây là đứa sau. Đứa thứ ba đó. Đứa thứ ba. Rồi có được đi học đàng hoàng không? Cùng đó đang đi học lớp 4 đó. Ngồi lên đây chú trợ. Đi, ngồi lên. Rồi đi. Trong nhà cũng có chiếc xe mô, cũng có xe đạp đi học nữa. Hai chị hẳn trước đi học cấp 2, người ta đi xin dơ cho họ. Cũng có xe, cũng có tiền mua xe đạp nữa. Chứ hai chị hẳn học để lập chính với bò hô. Để không có tiền đi học nữa, mà bò luôn. Vâng. Thế là chồng thì tên Thuấn, còn vợ thì tên gì? Ngoan. Hả? Trần Thị Ngoan. Trần Thị Ngoan hả? Khi đấy mình ra nữa để là hy vọng để là con đi ngoài tiền này mình cái nhà đi đây đi. Ở cái nhà này hả? Dạ. Còn hy vọng cái nhà là mới làm. Khi nãy làm là lại có đứa con đi làm được là để cũng có sống quá ngay và để trả tiền lại á, cũng có vay mấy chục triệu lên cái nhà vì nhà này hết rồi, con này hết rồi muốn có cái phòng vệ sinh á. Vâng. Nhà mà xây gạch chưa ra trát gì đấy hả? Thì nó xây gạch thì bữa nay xây gạch là bình thường mới xây ra đó. Thế chứ con lơ ra được đó. 6 bậc cấp luôn à? Nhà thấp lụt lắm, đấy thấp lụt. Nhà ở đây là khu vực vùng lũ cho nên là đây lũ đó. Dạ. Đâu? Đây chỗ năm đó. Chào cả nhà. Bật đèn đi. Chào cả nhà. Có ai nhà không? Chú đâu nằm đây hả? Đây. Em chào anh. Em chào anh. Dạ. Em chào anh Thuấn. Vâng. Hả? Anh bị ung thư hả? Em chào anh nhá. Em giới thiệu với anh, em tên là Khánh. Em làm bên chương trình Kết Nối Yêu Thương ấy. Em nghe mọi người chia sẻ hoàn cảnh của gia đình anh vất vả nên em ghé em thăm một tí. Anh bị ung thư gì? Gan. Bị ung thư gan hả? Tội nghiệp quá quý vị ạ. Thế bây giờ sao muốn dày hay sao mà cứ gồng tay chỗ đó thế? Hơi đau. Hả? Hơi đau. Hơi đau á? Dạ. Ôi dồi ôi, cái bùng của anh thế này đó.
Cái bùng cái này là do cái bùng của anh bình thường nó to hay là do ung thư gan này nó to thế này đấy? Dạ, ung thư gan to. Ồ, chị mở em xem thế. Ồ. Bùng to này luôn à? Mà sao không đi viện ấy, là cứ nằm ở nhà thế này? Dạ, không có tiền. Hả? Dạ, không có tiền. Không có tiền á? Dạ. Chị mở đi, mở xem cái bùng thêm thế nào để xem là cứ đến mức như nào nó. Anh có vén được cái áo em xem tí không anh Thuấn? Dạ. Hả? Ô. Vén nửa đi anh, vén nửa đi em xem đấy, lấy tay vén đi. Ui, bùng to thế. Anh vén lên cao hơn nữa một chút em xem nó. Ôi giời ơi, quý vị chúng ta nhìn thấy này, anh Thuấn này. Ôi. Đã đi khám ở đâu chưa? Nhà trước em có đi khám. Hả? Nhà trước có đi khám. Trước có đi khám rồi hả? Dạ, có đi viện rồi. Có đi viện rồi hả? Dạ. Thế bác sĩ bảo sao? Dạ. Thì hẳn đi trước thì hẳn đợi nhưng sau này không có tiền chữa nữa. À, bữa trước là cũng đợi nhưng mà sau này không có tiền chữa hả? Dạ. Thế bùng to này anh khó thở lắm phải không? Dạ. Ôi, sợ thế. Quý vị chúng ta ngồi xuống chúng ta nhìn xiên xiên đây. Quý vị chúng ta mới nhìn thấy được là cái bùng của anh Thuấn nó to như thế chứ nào. Ồ. Chết thật, thế bây giờ cứ nằm như thế này à? Dạ. Rồi đi lại có khó khăn lắm không? Dạ không khó. Hả? Dạ khó, con phải đặt đi. Hả? Dạ con phải đặt đi. Con phải đặt đi á? Dạ. Thế rồi có ăn uống gì được không? Dạ ăn bữa được mẹ. Hả? Dạ ăn bữa được bữa ít. Ăn bữa được bữa ít hả? À. Có bữa ăn, có bữa không nữa. Hả? Có bữa ăn được, có bữa không ăn được. À, có bữa ăn được, có bữa không ăn được à? Yeah. À. Rồi bây giờ vợ con đâu cả rồi mà anh nằm đây một mình? Dạ yeah, vợ ngoài, con đi ngoài. À, à. Thôi được rồi, anh nằm nghỉ ngơi đi nhá. Yeah. Em xuống em trò chuyện với chị và các cháu một tí nhá. Yeah, yeah. À, rồi chút nữa là anh em mình ta trò chuyện thêm nhá. Yeah. Vâng. Nhọc thế chứ nào. Hả? Ồ, đây là cái căn nhà của anh Thuấn cùng với các cháu đang ở đây quý vị này. Hôm nay thấy Khánh đến đây là không biết là chắc là bà con hàng xóm đây đến đây cũng nhiều. Có lẽ đây là cái gia tài đấy hả? Là gia tài rồi. Đi đi mua chai trái. Đi mua chai trái là họ bán đấy về sửa lại. Sao vậy gì? Là cái tí mi đi là đi mua chai trái, mua dôm dừa. À. Bởi họ bán xong là về sửa lại để mà coi đỡ. Vâng, gì là hàng xóm của anh Thuấn á? Hàng xóm. Dạ. Dì thấy cuộc sống của gia đình anh Thuấn có vất vả lắm không? Vất vả lắm chứ, nói đến là anh tôi nghiệp lắm. Dạ. Vâng. Vợ con của anh Thuấn đâu cả rồi để em trò chuyện tí nào? Các cháu đâu cả rồi? À. Ủa sao bên này cũng có người đang khóc lên nữa? Đó là con trai nó cũng là hắn đang khóc nữa. Em chào chị nhà, Ngoan. Trong nhà được 3 người, một người 3 người. Em chào chị Ngoan. Chị ơi, nhìn em này. Chị Ngoan ơi. Nhìn lên em trò chuyện này. Em giới thiệu với chị em tên là Khánh. Em giới thiệu với chị em tên là Khánh. Em làm bên chương trình Kết Nối Yêu Thương ấy. Dạ. Vâng. Hôm nay nghe mọi người chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị đấy. Dạ. Em đến em thăm chị với các cháu một tí. Dạ. Với anh nữa. Dạ. Nào, nhìn lên đây trò chuyện nào. Tội nghiệp quý vị ạ. Thì Ngoan tủi thân quá. Khi mà chồng thì đau, con thì dài. Cho nên là bây giờ mà thấy người là đến cũng như là hàng xóm láng giềng đến thăm là bắt đầu là tủi thân khóc. Nín đi chị ơi. Nín đi, đừng khóc nữa.
cháu này mới sinh á? Dạ. Được mấy tháng rồi? Dạ, 2. 2 tháng á? Dạ. Chị là được 4 đứa con gái á? Dạ. Cháu này là cháu sau mới sinh đấy. Dạ. Này là vợ kế hoạch á? Dạ. Thôi bây giờ này đừng có khóc nữa, nhìn lên ống kính nói chuyện với em đi. Rồi là để em xem là có giải pháp gì có thể động viên được gia đình mình không? Dạ. Nhá. Dạ. Thế là vợ chồng là có 4 người con. Dạ. Thế đứa lớn nhất là mấy tuổi rồi? Dạ, đứa lớn nhất đứa... Nhìn lên em đi. Học lớp 10 ạ. Ba nghỉ học. Nghỉ học ba ôm nghỉ học đi làm gì họ hài ạ. Giờ cậu đứa con bùng lên. Chờ đứa trong nhà thì giờ được 2 mẹ con, mà giờ thì mẹ thì xin được, có thì xin được, không biết làm sao. Bố thì đâu nữa. Tội nghiệp. Trong nhà một người con gái lớn học lớp 10. Dạ. Nhưng mà gia đình vất vả quá thì cháu phải bỏ học để dạ. đi làm thuê để kiếm dạ. tiền về phụ gia đình. Dạ. Mà không may này là lấy dài đột này, bây giờ lại mang bầu về là đẻ nữa. Dạ. Mẹ là vợ kế hoạch nữa, cho nên bây giờ 2 mẹ con cùng chăm con nhỏ, thế mới căng như thế này. Bố thì lại là mắc bệnh này. Gan bây giờ là bình như trống như thế này. Dạ. Nói cũng không ra hơi nữa. Khổ thế chứ. Chúng ta nhìn cái căn nhà bây giờ cũng phải trải nềm trải chiếu nằm như thế này. Dạ, không có giường nào mới phải trải cho đất nằm thôi. Tội thế. Cháu gái đây nhá. Dạ, con. Cháu gái này thấy mẹ khóc rồi cũng rưng rưng nước mắt theo đấy. Tội thế. Sao cháu khóc? Hả? Cháu thương mẹ hả? Dạ. Cháu thương ba hả? Dạ. Tội nghiệp quá quý vị. Khổ thế chứ. Nín dạ, nín đi. Nào. Dạ. Bồng về thế rồi đứa nữa đâu? Dạ, trong này. Trong này hả? Khổ thế quý vị. Nhà này nghe mọi người chia sẻ là cũng vay mượn để xây, nhưng mà bây giờ cũng chưa có tiền để mà ra trát này. Áo quần thì cũng không có tủ mà cứ phải xếp từng bao bỏ như này. Nan giải quá đi chứ này. Con chào các gì? Con chào ông. Dạ. Đây là ông nội à? Ông nội. Thấy ông nội đứng đây, ông nội khóc luôn, thương thế. Ông ơi, con giới thiệu với ông ấy, con là Khánh. Con dạ. làm bên chương trình kết nối yêu thương ấy. Bà tôi rồi. Dạ. Lại với chú. Lại chứ vợ tôi mất rồi. Tôi chỉ chắc tôi thôi. Lại với chú. Giúp họ tôi được. Phải vô tư vậy. Khổ thế quý vị. Xin lại chú. Khổ thân lại. Thế. Bây giờ ông nội thì khi mà thấy mọi người đến đây thăm, tôi đã răng được đấy. Dạ. Tôi để than thở ai rồi. Có vợ tôi than thở chứ tôi cũng có một bóng bên tôi. Dạ. Thôi. Ông bình tĩnh đi. Con chúng con biết rằng là ông cũng rất là thương anh Thuấn. Dạ dạ. Nhưng mà bây giờ mình cũng già yếu rồi, mình bất lực. Dạ. Bất lực cái chứ thương có đấy. Dạ dạ. Thôi mình cứ cố gắng, mình lạc quan rồi cứ hàng thì ngày mình đến đây mình động viên anh. Hàng ngày con động viên anh rất động viên này chúng lại tôi chấp tay lại giang sơn lại bổn phận trong đất lại mẹ chủ ra giúp con tôi được. Dạ. Chúc mơ tôi mơ cháu tôi chúc mơ tôi mơ tôi lấy. Dạ dạ. Tôi biết rằng rất được. Thôi cứ lạc quan lên ông. Mình cứ hàng ngày mình cứ chấp tay niệm Phật như thế là cũng may đó ông, cũng đôi khi là cũng Đức Phật sẽ Đức nghe Phật thấu được. Cho người cầu tôi người cầu cho con tôi về cháu tôi đó. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Thôi. Ông lạc quan lên ông nhé. Rồi chúng con tìm hiểu thăm gia đình một chút rồi có gì này để xem là cộng đồng có thể chia sẻ được gì cho gia đình không ông nhé.
thương con thì cái cầu lại. Dạ dạ. Dạ dạ. Chấp tay lại cho Phật lại. Dạ dạ dạ. Dạ vâng vâng. Chị cứ để cho ông tự nhiên đi chị. Dạ. Chị hàng xóm đây thấy ông xúc động quá rồi cứ lại nhắc nhở ông, cứ kể cứ để ông tự nhiên. Dạ dạ. Chấp tay lại. Dạ dạ. Tôi nhờ cho Phật hỗ trợ cho tôi. Dạ dạ. Tội nghiệp quá. Ba đâu con là chắc đấy đó. Khổ thế chứ này. Rất là tội nghiệp. Nhà cửa không có cái gì chứ này. Khổ thế. Trong ngày là cháu gái lớn. Đi làm để kiếm tiền về để phụ giúp với cha mẹ. Để chăm sóc các em. Hỗ trợ cha để đi chữa bệnh nhưng mà không may này. Cũng dài dột thanh niên nào đó là nỡ làm cho em có bầu, bây giờ lại cũng sinh ra đứa con, bây giờ đang bồng ở trong đó rồi quý vị. Đấy, trong một cái căn phòng mà cả hai căn phòng mà không có một cái tủ nào để đựng áo quần cả, khổ thế chứ này. Khổ thế chứ này. Áo quần gây, em quay sau lưng nhé, đừng quay mặt nhé. Quay từ sau lưng. Anh chào em. Dạ, anh chào. Ừ. Tội nghiệp thế, cháu được mấy tuổi rồi em? Dạ, 1 tháng rưỡi. Hả? Dạ, 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi hả? Dạ. Quý vị chúng ta nhìn này. Ồ, sao mà mặt của cháu nó cứ giống trên đầu nó cứ váng váng thế này. Dạ. Cháu nó có ngoan không em? Dạ, uốn lắm ấy. Uốn lắm hả? Dạ. Ừ. Rồi có đủ sữa cho nó bú không? Dạ. Hả? Dạ không. Không hả? Anh Lâm cái này anh trò chuyện với em một chút. Anh giới thiệu với em, anh tên là Khánh. Anh làm bên chương trình kết nối yêu thương á. Anh nghe mọi người chia sẻ về hoàn cảnh gia đình em. Rất là tội nghiệp. Anh qua anh thăm một tí. Tội nghiệp quá quý vị ạ. Mới có mấy tuổi thôi mà đã phải làm mẹ. Và trong một cái gia đình cực kỳ vất vả nữa. Cho nên là bây giờ khi mà mọi người đến thăm là em cũng rất là tủi thân và khóc. Khổ thế cho nên. Bây giờ bố của cháu này có hỗ trợ, có quan tâm gì đến mẹ con em không? Dạ không. Hả? Dạ không. Không á? Ừ. Thôi cố gắng lên nhá. Dạ. Mạnh mẽ lên em, lạc quan lên. Thôi mình cứ cố gắng mình mạnh mẽ lên để mình nuôi con nhá. Dạ. Hả? Dạ. Ừ. Cứ mạnh mẽ lên nhá. Dạ. Ít bữa nữa rồi là cháu nó ổn ổn một chút rồi này mình gửi cho bà rồi mình đi làm mình kiếm tiền. Dạ. Nhá. Bên Hà Nội nó họ không quan tâm gì á? Dạ. Thế thôi. Em với cháu nghỉ ngơi đi nhá. Ừ, anh đi ra ngoài này một tí đã nhá. Ừ. Chị ngoan. Dạ. Ôi lại khóc tiếp rồi quý vị. Khổ thế chứ. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa chị ạ. Dạ. Nào, thôi bây giờ này. Bồng con đi lên trên nhà đi. Dạ. Cùng với anh nữa để em trò chuyện chút rồi em xem là có gì để có thể chia sẻ được với gia đình mình không nhá. Dạ. Đi, ta đi lên. Anh Thuấn ơi, anh có ngồi dậy được không? Hả? Có ngồi dậy được không? Ngồi dậy được hả? Thế ngồi dậy một tí cho nó. Ngồi rồi có phải ai đờ dậy không? Ôi dồi ôi. Ôi. Khổ thế chứ. Ủa, chân anh Thuấn này sưng phù lên như này quý vị. Chân sưng phù thế chứ này. Bây giờ trong người nó cảm giác thế nào anh? Dạ, đau. Hả? Đau. Hẳn đau hả? Hẳn đau nhất là khu vực nào? Hả? Đau nhất là khu vực vùng bụng hả? Đấy. Một lần nữa anh Thuấn có thể vén áo lên cho mọi người chúng ta nhìn thấy đây.
để mình mới thấy được cái nỗi đau, cái nỗi khổ của những người mà mắc những cái căn bệnh như thế này đấy quý vị. Rồi, về nào lên em xem đi anh. Bây giờ là nó khó thở lắm hả? Yeah. Ừ, tội nghiệp. Thôi, chị ngoan ơi. Nín đi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Ai chà chà, khổ thân thế chứ nào. Cháu gái, đi lại đây ngồi với chú nào. Chị nữa đâu rồi? Hả? Chị nữa đi đâu rồi? Chị nữa đi qua bên mề rồi. Đi qua bên mề rồi hả? Ừ. Thôi chị ngoan, nhìn em này, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa, ngồi trò chuyện một tí bình tĩnh này. Yeah. Nào, ngước mặt lên này, hít thở sâu nào. Bình tĩnh tí nào. Khổ thế, anh, à rồi kéo, đây. Kéo áo xuống đi, anh kéo áo xuống, khỏi lành nhé. Có lành không? Hả? Có lành hả? Yeah. Dạ, anh kéo áo xuống đi. Lúc này là kéo lên một chút để cho mọi người chúng ta nhìn thấy cái bụng của anh Thuấn, để mọi người chúng ta có thể thấy được cái nỗi đau, cái sự vất vả, cực khổ của gia đình đó. Anh kéo xuống cho nó ấm áp đi. Bây giờ như này chị ngoan này, nhìn em này. Dạ. Hôm nay đấy, em đến em thăm gia đình mình và thấy cái gia cảnh như thế này thực sự là rất là tội nghiệp. Dạ. Bây giờ trong nhà là 7 thành viên. Dạ. Mà bây giờ không có ai đi làm để kiếm tiền cả. Dạ. Chồng chị thì bây giờ đau bệnh như thế này, không có tiền đi viện. Dạ. Các con thì đang nhỏ. Dạ. Con gái lớn thì mới 17 tuổi mà bây giờ là bị ai đó lại lừa gạt. Dạ. Dẫn đến là có bầu. Bây. Dạ. Giờ là chăm con nhỏ mới được có 1 tháng rưỡi nữa. Đó. Mẹ thì lỡ kế hoạch sinh cháu, sinh con ra mới được 2 tháng. Con gái này cũng đẻ mới được 1 tháng rưỡi nữa. Khổ thế chứ này. Trong nhà là bây giờ là không ai đi làm để kiếm tiền được quý vị. Tội nghiệp quá. Rất là tội nghiệp. Trong những ngày vừa qua đấy, thì đã đưa anh Thuấn đi khám bệnh ở chỗ nào chưa chị? Dạ, đưa vô Huế. Đưa vô Huế hả? Dạ. Vô Huế là bác sĩ bảo sao mà không ở lại điều trị mà lại về đấy? Dạ, bác sĩ bảo cũng nợ nữa thì về. Hả? Bác sĩ bảo cũng nợ nữa thì về. Nhìn em đâu, ngoài lại nhìn nói rõ là bác sĩ bảo sao? Thì bác sĩ bảo em bên như thế này thì không có tiền để chữa đi về. Dạ. Tôi về nhà mấy bữa nay thì có uống thuốc gì không? Dạ, không có tiền mua thuốc ạ. Không có tiền mua thuốc á? Dạ. Ôi giời ơi. Khổ thế chứ này. Bây giờ như thế này này. Dạ. Bây giờ em sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm. Dạ. Hỗ trợ cho anh chị ít tiền. Dạ. Để mà mua thuốc cho anh. Dạ. Nhá. Dạ. Anh Thuấn nhá. Em sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm. Dạ. Hỗ trợ cho anh chị ít tiền. Dạ. Để mà mua thuốc. Dạ. Hoặc là đi khám bệnh đi. Đi khám để xem bác sĩ là cho cái phương án như thế nào. Dạ. Để rồi mình mua thuốc mua men. Dạ. Điều trị uống. Để cho nó khỏe để rồi tiếp tục. Dạ. Còn sống khỏe mạnh để mà nuôi con, chăm vợ. Yeah. Anh Thuấn nhá. Dạ. Dạ, rồi thì em cảm ơn các nhà hảo tâm. Vâng, đây này. Yeah. Em thay mặt cho các nhà hảo tâm này, hỗ trợ. Yeah. Cho anh là 20 triệu đồng. Yeah. Anh Thuấn cầm đi. Yeah. Đó, 20 triệu đồng này là ngày mai là đi khám đi. Yeah. Để xem là bác sĩ có cái phương án như thế nào. Yeah. Cái thuốc, cái thang ra làm sao để mà đi mà uống để cho nó khỏe. Yeah. Anh nhá. Dạ. Yeah. Có tiền cho chồng đi khám rồi để mua thuốc rồi chị Thuấn nhá. À chị Ngoan nhá. Dạ. Mừng cảm không? Cảm ơn. Dạ mừng. Dạ. Khổ thân quý vị, khóc từ lúc nãy giờ. Khánh đến là khóc. Khổ thế chứ. Chị Ngoan này nhìn này. Dạ. Ngoài số tiền 20 triệu đồng này này. Dạ. Em thay mặt cho các nhà hảo tâm là giúp đỡ cho anh chị thêm 10 triệu đồng nữa. Dạ. Cái tiền này là hai mẹ con. Yeah. Là phù thêm rồi là mua cho hai cháu nhỏ đấy. Yeah. Bé này với là bé đang nằm ở trong phòng đấy. Là
sữa dạ, nhá. Dạ. Rồi là có gì đấy đi tiêm phòng tiêm thuốc định kỳ cho nó ngon lành nhá. Dạ, em rồi cầm tiền đi. Đây là dạ. 10 triệu nữa này. Dạ. Trong lúc này là bây giờ không ai làm được việc gì không có tiền đâu. Dạ. Thôi thì hôm nay thì của ít lòng nhiều. Dạ. Em thay mặt cho các nhà hảo tâm đồng viên cho anh chị chút ít. Dạ. Nhá. Dạ. Thôi đừng khóc nữa. Nào. Đừng khóc nữa nhá. Dạ. Anh biết rằng là bây giờ là chị ngoan rất là xúc động quý vị. Rất là xúc động. Chị có muốn nói điều gì với các nhà hảo tâm không? Dạ có gì thì em cảm ơn ạ. Ừ. Khổ thế này. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Dạ. Anh Thuấn nhá. Dạ. Thôi thế thôi nhá. Dạ. Anh có muốn nói gì không? Dạ thì em cũng cảm ơn các nhà hảo tâm nhá. Rất nhiều để vâng. giúp cho em chữa bệnh để vượt qua điều thì để em chăm lo cho các con. Vâng vâng, qua được nhá. Dạ. Yên tâm đi, dạ. sẽ vượt qua nhá. Dạ. Anh là bị bệnh gan là cụ thể là giai đoạn mấy rồi? Dạ, em là ngày bữa trước là giai đoạn đầu. Bữa trước là giai đoạn đầu à? Dạ. Dù là giai đoạn mấy? Dạ thì giờ thì chắc cũng giai đoạn đầu nhưng mà mình có tiền uống thuốc thì ăn. Ồ. Dạ. Thế phải đi khám ngay, ngày mai là có tiền bây giờ là đi khám ngay nha chứ. Dạ. Vâng, chúng ta nhìn cái mắt của anh Thuần quý vị này. Anh nhìn thẳng vào ống kính cho mọi người nhìn thấy cái mắt của anh. Nó bị vàng vàng đúng không? Tội nghiệp quá chứ này. Những đứa con đẹp mộng mơ như thế này mà bây giờ cha mẹ thì cực khổ bệnh tật như này. Thiếu thốn đủ đường không biết rồi là cái cơ hội đến trường sẽ như thế nào đấy. Thế thôi. Yeah. Đừng buồn, tự tin lạc quan lên nhé. Yeah. Khánh cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn quý vị. Và ngày hôm nay với câu chuyện của anh Thuấn ở đây đấy, mắc cái bệnh mà liên quan đến gan và bây giờ bùng rất là to, to như cái trống luôn. Thì nếu quý vị nào mà chúng ta biết những cái phương pháp, những cái bài thuốc hay, quý vị chúng ta hãy để lại những cái comment ở trong video này cho gia đình của anh Thuấn có thể đọc được và áp dụng những cái phương pháp đó để đâu đó có thể là mang lại cho anh Thuấn được cái sức khỏe. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Anh nhá. Dạ. Vâng. Thế thôi, có lẽ là em cũng xin phép chào anh chị, em về luôn nhá. Dạ. Chị ngoan nhá. Dạ. Vâng, em về nhá. Dạ. Vâng. Khánh cũng xin khép lại chương trình ở đây. Cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đã dành thời gian theo dõi video trò chuyện cùng với Khánh, cùng với gia đình của anh Thuấn và chị Ngoan ở đây. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì xin chào toàn thể quý vị nhé.